Anh nhá. Alright, are we on now? Yeah. Hi guys, hello, xin chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn chúng ta quay lại với lớp học của thầy Alex. Hi guys, welcome back to my live stream. Các bạn ơi, chúng ta nhớ lịch live stream của thầy nó là gì ạ? Thứ hai, thứ tư, thứ sáu lúc 11 giờ sáng đúng không các bạn ha? À, yeah, chịu khó để lịch live stream thầy nhá. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu nhá. Nhờ các bạn, nhờ bà con đúng không mọi người? Chúng ta đã vào live stream của thầy rồi đúng không? Chúng ta học cùng với thầy, ôn luyện IELTS, đặc biệt là các bạn đang chuẩn bị thi đúng không mọi người? Các bạn chịu khó ủng hộ cho thầy một like đúng không? Một follow đúng không các bạn? Và một vài like đúng không mọi người? Thả tim giúp thầy lên 2.000 tim vào mọi người nào. Yeah, và bạn nào được thì chúng ta chia sẻ live stream này tới những người bạn mà đang học IELTS cùng với chúng ta mọi người nha. Ok, thank you Hoa Carat, thank you Kiều, thank you Phương Nguyên, Phương Quyên, thank you em. Hôm nay thì ở trên live stream mọi người thì thông thường thầy sẽ live stream hai kỹ năng, đó là kỹ năng speaking và kỹ năng writing, task 1 và task 2 luôn. Đó thì hôm bữa thì thứ sáu thầy đã livestream writing task 2 rồi đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ đến writing task, không phải writing mà đến speaking đúng không các bạn? Đó, speaking part 1. Để thầy mở cái chế độ mà join vào cùng với thầy nhá. Bạn nào chúng ta thích lên nói chuyện với thầy, chúng ta thể ấn request vào, chúng ta request vào join livestream với thầy cũng được. Đó, tại vì hôm nay là buổi speaking đúng không? Cho nên chúng ta thể gọi là join livestream với thầy if you want guys. Hello, xin chào Cam và Thịt, xin chào em. Hello. Bạn nào thích vào livestream cùng với thầy chúng ta thể ấn cái nút ở đây này mọi người, dưới màn hình này đúng không? Đó, để chúng ta request join livestream with me. Thank you phối đồ Nam Chuẩn, thank you em. Nào, chủ đề đầu tiên, câu hỏi đầu tiên của chủ đề health nhá. Đây là chủ đề thuộc bộ đề dự đoán quý này nhá các bạn nhá. Từ tháng mấy nhỉ? Tháng 5 đúng không? Tháng 5 đến tháng 8. Đó. Bạn nào đi thi IELTS từ tháng 5 đến tháng 8 thì có thể được hỏi những câu hỏi thuộc chủ đề về health nhá. Câu hỏi đầu tiên rất là dễ là các bạn nào. How do you stay healthy? Trời ơi, quá là dễ rồi các bạn. Chúng ta stay healthy như nào nhỉ các bạn nhỉ? Có một số từ các bạn ở đây, cái câu này rất là dễ thì các bạn chỉ có paraphrase cái từ healthy ra các bạn. Đừng nhại cái từ healthy của họ. Một số từ như là keep fit đúng không? Hay là stay in shape đúng không? Hoặc stay in good shape hoặc stay in tip top shape đúng không? Đó thì các bạn liệt kê những cái thứ mà chúng ta làm để chúng ta khỏe mạnh thôi đúng không? Ví dụ thầy thì thầy hay go for a run. Or do like some light exercise at home. In the past, I used to go to the gym, but it was quite expensive for me. I couldn't afford, you know, the gym membership. So now I just do exercise at home. Dạo này con đăng video EW không thầy con nhé. Con mà. Thank you Chan, thank you for your follow. Nào các bạn thử nghĩ thầy, các bạn thử viết cho thầy đáp án cho câu trả lời này giúp thầy nào mọi người vào phần comment nào. Cho thầy một số ý tưởng là mọi người. Trong khi các bạn viết đáp án ra thì thầy sẽ trả lời câu trả lời, thầy sẽ đưa ra câu trả lời của thầy trước mọi người nhá. Và bạn nào mà thích lên livestream cùng với thầy để chúng ta trả lời cho thầy thì gọi là cũng ok đúng không? Chúng ta join livestream với thầy cũng ok. Trần Mai Linh eat clean đúng không? Đúng rồi các bạn, mình eat clean được đúng không? Yeah. Các bạn hãy nói là follow a healthy diet đúng không? Cũng được đúng không? Thank you you Nguyễn for your follow. Thank you em. So câu trả lời đầu tiên là thầy sẽ thử nhá. Let me just try to give my answer. So, how do you stay healthy? Personally, there are many ways for me to stay in tip-top shape, yeah? Now I go for a run, and sometimes I just do exercise at home. And, you know, just follow a healthy diet, yeah? In the past, I used to go to the gym, you know, just to, like, you know, just pump iron and stuff. But, you know, gym membership was kind of expensive, so I couldn't afford. So now I just do exercise at home. Yeah. Ok, đúng không mọi người? Thầy hơi bị vấp một xíu đúng không các bạn? Nhưng mà thầy handle cũng khá là smoothly. Và thầy nghĩ là các bạn cũng có thể dễ follow câu trả lời của thầy đúng không mọi người? Nếu bạn nào mà thấy là thầy trả lời khó hiểu quá đúng không? Chán quá thì các bạn cứ bảo thầy, thầy trả lời lại cho mọi người nhá. Yeah. Thank you Sai for your follow, thank you em. Yeah. Nào các bạn nào, đầu tiên thì thầy có bạn Quỳnh Như đúng không? Câu trả lời của Quỳnh Như nào. Well, I usually do some physical exercise. Exercise không có S em ạ. Do some physical exercise in order to get lean and also eat healthy food. Get lean là một từ rất hay các bạn. Bạn ấy sử dụng từ get lean. Get lean là kiểu là cơ thể mình mỏng manh, là không có nhiều mỡ đúng không mọi người? Rất là hay luôn. Thank you bé Bi và thank you Cara Tharo đúng không? For your follows. Yeah, thank you guys. Để thầy ghi lại câu trả lời của thầy vừa rồi nhé. Thầy quên mất thầy nói cái gì các bạn. Nhưng mà đấy là cách mà chúng ta thể luyện
cái khả năng gọi là improvisation, work on your improvisation in the speaking, yeah, khả năng ứng biến các bạn, nó rất là quan trọng luôn. Cho nên đối với thầy, mọi người, thầy luyện cho học sinh của thầy thế. Thông thường thì kiểu thầy cứ hỏi các bạn ấy thôi, trong đầu các bạn ấy có những cái gì các bạn cố gắng diễn đạt ra. Đó, nếu mà bạn nào khó diễn đạt qua thì khó diễn đạt quá thì có thể gạch đầu dòng mấy cái ý ra, xong rồi tập diễn đạt đó. Cho nên là thông thường các bạn cứ hỏi thầy nha mọi người nhá, mỗi lần thầy sẽ trả lời hỏi cùng một câu hỏi nhưng mỗi lần thầy sẽ trả lời khác nhau, bởi vì trong đầu thầy có cái gì thầy cứ phun ra thôi, thầy không học thuộc gì cả các bạn. Thank you Thiệu Dương, thank you Trúc for your follows. Bé Bi nè, Mai em thi nói có tips hay tricks gì cho em không thầy? À có nha em, just be natural, okay, speak naturally, thế thôi em. Cố gắng nói cái gì là tự tin nhất, tự nhiên nhất có thể. Try to focus on your fluency and coherence, that's it. Don't be too concerned with, you know, vocabulary or grammatical points, yeah. Đừng bị áp lực quá, đừng bị căng thẳng quá về những cái vocab hay là về những cái điểm ngữ pháp các bạn. Yeah, just work on your fluency and coherence. Tập trung vào cái sự gọi là trôi chảy và mạch lạc. Đó, đấy là cái tip của thầy, yeah. Thầy ghi câu trả lời thầy ra nhá. So many ways, many để nói there đúng không? There are many ways to stay in tip top shape đúng không? Tip top shape một cái kiểu collocation đúng không? Yeah. For me personally, I often go for a run. Thầy thì hay chạy bộ các bạn. Yeah. And follow a healthy diet, ăn uống thôi đúng không, yeah. Xong thầy còn nói về quá khứ, in the past. Đó, thầy sẽ chỉ các bạn nhé, thầy sẽ chỉ các bạn cách thầy có thể tăng điểm ngữ pháp ở đây này. For me personally, in the past I used to go to the gym to pump iron, lift weight, đúng không? Yeah, and lift weight. But the gym membership was expensive and I couldn't afford it anymore, yeah. Okay, được chưa? Thank you Trang, thank you I am Quyết for your follows. Thank you bạn nào tên Cúc đúng không? Thầy đặt tên là Cúc thứ nhất đúng không? Thank you, có một bạn logo hình sách đúng không? Và Hải Thiên for your followers as well. Yeah, thank you guys. Các bạn ơi, chúng ta ghé qua đúng không mọi người? Chúng ta thấy yêu quý thầy đúng không? Thả cho thầy một follow đúng không mọi người? Và cố gắng cho thầy lên 2000 like nào các bạn nào. Cho thầy lên 2000 team nào các bạn ơi. Thầy em, ô thầy em đúng không? Hello em. Hồ Tuyết Thương em chào thầy. Hello Tuyết Sương, hello em. Thank you Phương Nguyên. Này là ban bao nhiêu vậy thầy? Nói chung là các bạn, rất là nhiều bạn hỏi thầy là bị ban bao nhiêu các bạn nhé. Thì thầy nghĩ là như này, trong kỹ năng speaking ấy, cái quan trọng nhất nó là gì các bạn? Nói cho người ta hiểu, nói cho người ta nghe được mình nói gì, và nói trôi chảy, phát âm chuẩn, phát âm đúng, không cần phải phát âm hay, phát âm đúng nữa các bạn, thì sẽ được ban điểm cao. Đó, nếu mà các bạn có thể nói câu này có thể được 6.5 được, nhưng mà thầy cũng có thể nói câu này cũng có thể được 8 chấm trở lên, 8.5 trở lên được các bạn, yeah. Cái quan trọng đây ấy, nó là cái phần speaking, cái your performance, yeah, speaking performance, cái quan trọng nhất. Đúng không? Ví dụ như các bạn nói câu này mà chúng ta nói phát âm không chuẩn đi chẳng hạn, đúng không? Chúng ta nói sai trọng âm đúng không? Chúng ta nói bị ngập ngừng đúng không các bạn? Thì chắc chắn nó được 6.5 hay là thậm chí là 5 chấm đúng không mọi người? Đó. Nhưng ví dụ mình chỉ cần work on your pronunciation, phát âm chuẩn một xíu đúng không? Hay là mình nói mượt mà một xíu các bạn, người ta nghe người ta dễ hiểu, người ta dễ follow cái mạch văn của mình, cái mạch nói của mình. Là chúng ta được điểm cao đấy các bạn. Yeah. Nào, lift weights, đúng không? Lift weights phải là số nhiều. Ui, có nhiều bạn follow thầy quá. Thank you các bạn. Tuấn này, Cat này, Tuấn Khôi này, Minh Anh. Thank you guys. Thầy sẽ đọc lại câu trả lời của thầy nhé, để các bạn tập trung vào cái, các bạn soi nhé các bạn. Giúp thầy nha mọi người, chúng ta soi ra phát âm của thầy nó có chuẩn không đúng không mọi người. Yeah, thầy thì rất là open to critics rồi các bạn. Yeah, criticism đúng không? Nhiều khi mọi người, bản thân thầy cũng là một người học tiếng Anh thôi, cho nên thầy cũng vẫn mắc lỗi. Đặc biệt là những cái lỗi ngữ pháp hay là lỗi phát âm nhé. Thi thoảng thầy vẫn có. Và các bạn soi gửi thầy xem nào mọi người. Đó, mặc dù thầy đi thi 8.5 speaking nhá, nhưng đấy không phải trên hết các bạn. Yeah. Thầy sẽ trả lời lại câu này nhá, và các bạn để ý xem là thầy phát âm những từ này ra sao đúng không mọi người ha. Và xem là cái giọng nói của thầy nó có tự nhiên hay không. Câu hỏi đầu tiên. How do you stay healthy? There are many ways to stay in tip-top shape.
For me personally, I often go for a run and follow a healthy diet. In the past, I used to go to the gym to pump iron and lift weights. But the gym membership was expensive for me, so I could not afford it anymore. Cũng ok đúng không mọi người? Yeah, Phan cũng chuẩn đúng không mọi người ha? Pump iron and lift weights có nghĩa là pump iron có nghĩa là đẩy. Iron có nghĩa là cục sắt đúng không các bạn? Thì đẩy sắt, đẩy cục sắt vào trong cái ngữ cảnh phòng tập gym có nghĩa là đi đẩy tạ các bạn. And lift weights thì các bạn biết rồi đúng không? Weight là cân nặng, là kiểu không phải cân nặng mà là tạ đúng không mọi người ha? Lift weights. Ok, ui nhiều người follow thầy quá. Thank you bạn, thank you Sơn, thank you Muối, thank you Nhật Phạm, Phương Linh và Ánh Tuyết. Thank you for your follow guys. Câu hỏi tiếp theo những cả nhà nhá, xin mình nước nhá các bạn. Thả tim cho thầy lên 3k tim mà mọi người nào, cho thầy Alex 3k tim. Quên rồi các bạn, cho thầy quảng cáo một xíu nhá. Nếu mà các bạn thấy yêu quý thầy đúng không, muốn học cùng với thầy đúng không, đặc biệt là kỹ năng speaking đúng không mọi người, thì chúng ta biết phải làm gì đúng không mọi người ha. Ủng hộ thầy bằng cách đăng ký học nha mọi người nha. Đăng ký học ở đâu, chúng ta ấn vào đường link trong bio giúp thầy Alex nha mọi người nha. Thank you guys. Chào thầy, em vô trễ, ok không sao em. Yes. Thank you Ina, nhiều bạn quá đúng không, thank you. Ồ, có một bạn là nói ít thôi đúng không? Thank you for nói ít thôi đã follow thầy, thank you em. Ok. Nào câu hỏi tiếp theo đi các bạn, xin hụt nước cả nhá. Cho thầy 3k tim rồi các bạn. Giờ câu hỏi tiếp theo rồi các bạn ơi. Ôi câu hỏi là dễ cực kỳ luôn. Câu này ai cũng trả lời được thôi. So, what are your... nhầm đây. What are your favorite sports? Các cái môn thể thao yêu thích của các bạn là gì? Trong bài này các bạn hãy kể ra những cái môn thể thao các bạn chơi mà các bạn gọi nó là môn thể thao yêu thích, hoặc là mình thể chỉ là nói là một môn thể thao mình yêu thích là gì thôi. Ví dụ bản thân thầy đó là chắc chắn là football rồi các bạn, thầy rất là thích football luôn. Ở đây thì các bạn có thể nói thêm về football đúng không? Ví dụ mình thích bóng đá như thế nào, mình chơi bóng đá bao lâu, mình chơi bóng đá với ai, hay là ai là cầu thủ your favorite footballer đúng không? Ví dụ là thầy sẽ là CR7 các bạn. Không biết là các bạn có cùng gọi là fan hâm mộ với thầy không các bạn? Thầy rất là hâm mộ CR7. Cái màn hình nền của thầy cũng là CR7 các bạn. Thầy có để record lại không? Có nhà báo nhá. Có nhà báo buồn bã anh em. Yeah. Tất cả buổi livestream với thầy thì thầy sẽ record lại và thầy sẽ up lại các bạn. Thì các bạn thể nếu mà các bạn bị lỡ cái livestream với thầy thì chúng ta để xem lại mọi người ha. Thank you tháng 9 và Nicto Fao for your follows. Yeah, thank you guys. Khánh Linh nữa đúng không? Thank you em. So, chúng ta cùng xem với thầy. Thầy sẽ thử trả lời câu này nhá. What are your favorite sports? I would say I really love football and think you know the king's sport is my favorite. Yeah, I play football quite often on a weekly basis with my old friends. My favorite footballer is Cristiano Ronaldo. Yeah, I know. I think Ronaldo is just the best football player in the world. Yeah, ever alive. Cũng được đúng không mọi người, yeah. Thầy cũng không nói nhiều. Thầy không nói nhiều về bóng đá các bạn. Thầy nói về thầy chỉ chơi với bạn bè, bạn cũ thôi. Old friends, yeah. Old friends from school đúng không? And my favorite footballer is Ronaldo. That's it, yeah. Xem lại ở đâu đúng không? Xem lại, em bấm vào đường link trong bio giúp thầy nha em nhé. Yeah, thầy có hướng dẫn nhé. Ok. So, thầy sẽ thử ghi lại câu trả lời. Bạn nào có câu trả lời nào hay hơn chúng ta viết vào comment cho, xong rồi thầy sẽ chữa nha mọi người nha. So let me try to give out my answer here. I would say it's football. Yeah. Football, the king sport đúng không? Môn thể thao vua đúng không? The king sport chứ. Yeah. Thầy thử trả lời theo ý không thích môn thể thao nào đi được không? Ok cũng được thôi. What are your favorite sports? I'm not a big fan of sports. Yeah, I don't play sport on a regular basis. In my spare time, I would rather read books or listen to music. Yeah, I know I'm quite, you know, a lazy person. I'm not very active. Cũng là đấy một câu trả lời theo hướng không thích sport đúng không các bạn? Nhưng mà thầy trả lời đấy nó không tự nhiên lắm. Thầy thì thích thể thao, thầy chơi thể thao, thầy chơi bóng đá, thầy sẽ trả lời như vậy. Đó. So, I'll say it's football the king sport. Yeah, I play football on a weekly basis. Yeah, basis with my old friends from school. Yeah, and my all-time favorite footballer
ace Ronaldo or CR7, yeah? Say the best footballer ever alive. Ever alive, yeah? Được chưa? Cũng được đúng không mọi người? Đơn giản thôi các bạn, trả lời đơn giản thôi, người ta nghe mình nói là được đúng không các bạn? Yeah. Ok ha mọi người ha. Đừng có áp lực quá là ui không được thầy ơi, trả lời này không được điểm cao đâu, thầy phải cho những cái từ mà nó kinh khủng vào đúng không? Yeah. Nói chung là các bạn nó không phải là từ kinh khủng hay gì cả, trả lời bình thường đi đã đúng không? Chúng ta phải gọi là tập đi trước khi chạy đúng không mọi người? Cái câu gì đúng không? Yeah, you have to learn how to walk before you can run. Yeah. Đúng không? Phải tập đi bộ trước khi tập chạy đúng không mọi người? Yeah. Ok, thầy sẽ thử trả lời lại câu trả lời này của thầy nhé mọi người nhá. Để ý cách phát âm của thầy nhé các bạn nhá. What are your favorite sports? I would say it's football, the king's sport. I play football on a weekly basis with my old friends from school. And my all-time favorite footballer is Cristiano Ronaldo. I think that he's the best footballer ever alive. Ok các bạn nhé, ok đúng không mọi người? Sang câu tiếp theo nhé các bạn. Chúng ta nhớ thầy ghé qua livestream của thầy, cho thầy một follow nhé các bạn. Và vài like các bạn nhé, cho thầy lên 3,5k like nào mọi người. Thả tim thầy nào các bạn, thầy nói khản cái cổ luôn mọi người ha. Yeah. Tiện thể chúng ta không làm gì đúng không? Chúng ta ấn vào tim, thả tim cho thầy nhiệt tình nha các bạn nhé. Đó. Và bạn nào có câu trả lời nào hay ho, chúng ta cứ viết vào comment giúp thầy, thầy sẽ sửa cho các bạn. Hoặc là bạn nào thích trả lời mấy câu với thầy, chúng ta ấn vào join livestream với thầy các bạn nhé. Được không nhỉ mọi người nhỉ? Yeah. Do something productive, okay? Do something productive. So, sang câu hỏi tiếp theo nhé mọi người nhá. Có chỗ vía là chủ đề hôm nay khá là dễ đúng không mọi người? Không có gì khó lắm. Nào, một câu hỏi tiếp theo nào. Ui, câu gì đây? Are there health classes in your school? Okay. Health classes, các bạn. Thầy hiểu, thực ra thầy, nếu là thầy nói đi thi thật nhá, thầy sẽ nói luôn luôn là thầy chưa hiểu cái concept là health classes là gì. Các lớp học về sức khỏe à? Là sao ta? À, không biết là kiểu trong các bạn có giống thầy không mọi người, chúng ta có thấy cái cụm là health classes nó có lạ không các bạn? Lớp học về sức khỏe là như nào nhỉ? Không biết là ở trong cái chương trình giáo dục của mình chúng ta có cái môn học này không các bạn? Theo cái trải nghiệm học của thầy hồi xưa thì thầy nhớ là thầy không có môn về health rồi các bạn. Có thể là có những cái môn của PE lessons, những môn về thể dục đúng không mọi người? Thì student they do sports, yeah? So they can get active, yeah? Môn thể dục á, health classes lại môn thể dục được em? Health classes lại môn thể dục được. Để thầy tra trên Google nhé các bạn nhé. Đây này, health and medicine classes, nó là những cái môn về healthcare này, về mental health này, về nursing này. Yeah, về hygiene này các bạn. Về hygiene, về food safety này, về gọi là kiểu về sạch sẽ đúng không các bạn? Về food safety nó có đúng không các bạn ha? Yeah. Đây là câu hỏi rồi, speaking in part 1 hay part 2, đây là về cơ bản là thầy đang xem trong phần part 1 em ạ. Nhưng câu này có thể là part 3 được mọi người nhá. Đây câu này có thể là part 3 được, thầy đây nó khá là odd đấy mọi người, nó khá là lạ đúng không mọi người ha. Yeah. Now, các bạn thấy không mọi người, bản thân thầy thế thôi, nhiều khi câu hỏi nó rất là lạ và có thể là mình không familiar lắm đúng không? Cho nên các bạn hãy cố gắng trả lời thật vào. Đừng cố gắng fake câu hỏi, câu trả lời nha mọi người nhá. Đó, như thầy nói rồi, ví dụ mà thầy không được tra gọi là tra trên mạng những cái thông tin về health classes đúng không? Thì thầy sẽ bảo là không. Bởi vì ở trong trường hồi xưa thì tôi không được học đúng không? Người ta rõ ràng người ta không thể gọi là quay về trường mình người ta hỏi là thế à, không được học à đúng không? Người ta không thể người ta kiểm tra cái điều đấy. Người ta chỉ xem mình phản ứng như nào trong tiếng Anh thôi. Đó. Thầy sẽ thử đưa câu trả lời của thầy nha các bạn nhé. Các bạn có thể có những câu trả lời khác thì chúng ta để viết vào phần comment cũng được. Tí nữa thầy sẽ xem và thầy sẽ tham khảo ý kiến đúng không? Tham khảo ý tưởng các bạn để thầy cho vào. So, are there health classes in your school? Xin mình nữa các bạn. I don't quite understand the concept of health classes. Yeah, I don't think I understand what you mean by, you know, health classes. But I would say, when I was in school, I didn't have any subjects related to health or something like that. I'm sure like we had PE lessons, yeah, in the curriculum, in the timetable, where students they can, you know, do sports and get active, yeah. But there was no, you know, subject specifically for health, yeah, something like that. So I don't think so. Okay, mọi người, okay ha. Tại vì thầy không phải là học sinh nữa, thì thầy sẽ bảo là in the past cái gì gì đấy quá khứ đúng không? Đó, thì các bạn sẽ nghe câu trả lời vừa rồi, thầy sẽ sử dụng hai thì đúng không các bạn?
Một là hiện tại đúng không? I don't think gì 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 đấy đúng không? And in the past as well, đúng không? Trong quá khứ nữa. Đó thì thầy đã đa dạng hóa đúng không? Diversify cái grammar tenses của thầy đúng không các bạn? Đó. Các bạn sẽ thấy cái điểm grammar mọi người nó không khó để đạt như vậy đâu các bạn. Yeah, mặc dù là thầy đi thi, thầy có xin breakdown điểm của thầy thì thầy được 8 trong grammar thôi. Nhưng mà thầy thề là thầy không có để ý gì đến grammar, thầy chỉ nói thôi. Và để ý đúng thì thôi các bạn. Đó, chứ thầy không gọi là ép bản thân mình là phải sử dụng câu điều kiện, hay là phải sử dụng mệnh đề quan hệ, hay là phải thế này phải thế kia. Thầy không làm như vậy các bạn. Thầy tập trung và nói tự nhiên nhất có thể thôi. Đó, thì đi thi thì điểm grammar của thầy cũng được 8 chấm các bạn. Yeah, trong phần speaking. Nào, thầy sẽ thử ghi lại nhé. Bạn nào có câu trả lời nào hay hơn, chúng ta muốn bổ sung thêm ý tưởng cho thầy thì chúng ta rất là welcome, chúng ta cho vào phần comment giúp thầy. Đó, các bạn sẽ thấy nhé mọi người, cái kiểu học của thầy ấy, hay là cái kiểu mà thầy dạy học sinh của thầy cũng thế luôn. Thầy không bao giờ đưa cho học sinh của thầy những câu trả lời mẫu, hay là thậm chí là những cái từ vựng. Các bạn ấy nếu mà cần từ vựng gì các bạn sẽ hỏi thầy. Học trong lớp thầy là như vậy. Hoặc là các bạn ấy gọi là thầy muốn là học sinh tự đưa câu trả lời của mình một cách nó tự nhiên nhất thôi. Vấn đề là nếu bạn nào cần thầy hỗ trợ ý tưởng thì thầy mới hỗ trợ ý tưởng thôi. Nhưng chủ yếu là mỗi bạn sẽ có một câu trả lời rất là unique, rất là đặc biệt luôn. Và đấy thực sự là cái mà giám khảo ta muốn nghe trong cái câu trả lời của mình trong phần IELTS speaking. Đúng không? Người ta không muốn là câu trả lời, một câu trả lời chung chung, một câu trả lời học thuộc, một câu trả lời các bạn chuẩn bị sẵn ở nhà đúng không mọi người? Đó. Ups, hình như thầy vừa bị lag đúng không mọi người? Yeah, tính như thầy vừa bị lag đúng không? Ok. Đó, again, các bạn cố gắng là hãy có một cái gọi là just be spontaneous đúng không? Nó khá là ứng biến các bạn, be flexible in your speaking, yeah. Try to be natural. Ok. So thầy gửi ghi lại đáp án của thầy nhá. Of the health in the classes, I don't quite get what you mean. Get the concept of health classes. When nãy thầy nói gì thầy quên mất rồi, thầy cứ nói đại nhá. When I was in school, I didn't have any subjects. Thầy paraphrasing subject related to health specifically. I specifically. I'm sure I had some PE lessons. PE là thể dục các bạn. PE lessons where students could do sports and get active, but none about health. Ok đúng không các bạn? Được chưa? Đơn giản là thầy chỉ nói đơn giản như vậy đấy các bạn. Yeah. Thầy sẽ xem các bạn xem lại, thầy thì đọc lại câu này cho các bạn tham khảo nha mọi người nhé. Chúng ta để ý cách phát âm của thầy một xíu nha các bạn nhé. So, are there health classes in your school? I don't quite get the concept of health classes here. When I was in school, I didn't have any subjects related to health specifically. I'm sure I had some PE lessons where students could do sports and get active, but none about health. Ok mọi người, nghe hả các bạn hả? Khàn giọng quá các bạn. Sáng nay thầy cũng vừa tập speaking, sáng nay thầy vừa tập gọi là cái phần mềm ELSA mọi người. Chắc là các bạn nghe phần mềm ELSA đúng không? Sáng nay thầy cũng tập phần mềm ELSA, thế là giọng thầy có thể hơi gọi là kiểu rusty một xíu, nghe nó hơi kiểu gọi là không mượt mà cho lắm các bạn. So, tiếp theo nha các bạn nhé, câu hỏi tiếp theo nhé mọi người nhé. So, câu này cũng khá là dễ này các bạn. Is it easy for people to exercise in your country? Trời ơi, câu này quá là dễ luôn các bạn. Nào, chúng ta thử cho thầy mấy cái ý tưởng này các bạn nào. Ở đất nước chúng mình thì chúng ta có thể tập thể dục như thế nào các bạn nhờ mọi người? Tập thể dục qua những hình thức nào đây? Yeah. Ra công viên đúng không? Đi chạy bộ đúng không các bạn? Go to the gym center đúng không? Play sports đúng không các bạn ha? Yeah, đúng không? Rất là nhiều thứ đúng không mọi người? Exercise là kiểu tập thể dục các bạn. Thực ra play sport thì thầy nghĩ nó không relevant lắm đúng không mọi người? Yeah. In hindsight đúng không? Khi mà nghĩ lại nó không relevant lắm đúng không?
Tí thì lạc đề đúng không mọi người ạ? Tí lạc đề luôn đúng không? So, now, thầy sẽ thử đưa câu trả lời của thầy cho câu này các bạn xem với thầy nhé mọi người nhé. So, đây. Is it easy for people to exercise in your country? I think it's quite easy for people living in Vietnam to do exercise, yeah, to do something active. I mean, you can always go to the park to maybe go for a walk, or there's some like gym equipment in the park as well, in public spaces, yeah, so you can always do exercise on them. Or you can sign up for some gym memberships. Yeah, there are a lot of gym centers and sports centers here in Vietnam, and gym membership is not that expensive, so you can always do that as well. I mean, it's just up to your interest. Yeah, what you want to do. Okay, no, mọi người cũng ok được không? Thầy không biết thầy vừa nói cái gì đấy các bạn. Thầy bây giờ bảo thầy nhắc lại thầy không nhớ lắm đâu, có thể nhớ tầm 60-70% thôi các bạn sẽ thấy là kiểu it goes with the flow, right? It goes with the flow. It just come naturally inside me. Yeah. So I can't remember and I don't learn anything by heart. Yeah. Đó, các bạn sẽ thấy kiểu thầy trả lời nó rất là tự nhiên luôn mọi người, nó không học thuộc, không có cái gì học thuộc hết các bạn, kiểu hỏi gì trả lời nấy đâu mọi người. Đó thì sẽ để tập trung vào cái fluency và coherence thôi, tập trung vào mình cố gắng nói nó trôi chảy một xíu. Đương nhiên là không thể trôi chảy 100% được, 100% nhiều khi mình trôi chảy 100% các bạn thì giám khảo sẽ thấy là bạn đang học thuộc đúng không, và người ta sẽ thấy cái sự là inconsistence in your answers. Nếu mà giám khảo nhé mọi người nhé, người ta sẽ thấy cái sự mà không đồng đều trong câu trả lời của mình nhé mọi người. Người ta biết ngay các bạn, người ta biết ngay là ôi, câu này là bạn học thuộc này đúng không? Câu này là câu trả lời khả năng thật của bạn ấy này. À, câu này là cái câu mà bạn ấy gọi là có nhớ trước ở nhà này, hay là có sẵn trước ở nhà này. Đó, người ta biết ngay các bạn. Yeah, rất là kiểu they are trained to do that. Yeah, they are trained to spot, memorize answers. Yeah. Thầy thử ghi lại câu trả lời của thầy nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, chúng ta chịu khó thả tim với thầy nào mọi người nào, cho thầy lên 4k rưỡi tim rồi mọi người nào. Các bạn nào ghé qua livestream thầy thì thả cho thầy một cái follow đúng không mọi người nhé, cho thầy gọi là đủ thóc đủ gạo để nuôi gia đình như mọi người nhá, đúng không mọi người ha. Bạn nào yêu quý thầy chúng ta để luôn luôn đăng ký học với thầy Alex đúng không mọi người ha. Đăng ký ở đâu thì chúng ta vào bio của thầy mọi người nhá. Thank you Quang Trường for your follow. Thank you em. Thank you. Cheers. So, thầy sẽ thử ghi câu trả lời của thầy ra nhá. Is it easy for people to do exercise? Yeah, I think. Các bạn phải paraphrase bằng từ easy bằng từ gì ạ? Hard đúng không? It's not hard, không khó đúng không? Mình nói thế cũng được, nó hơi paraphrase, nó hơi phèn nhưng mà thôi cũng được đúng không mọi người? I think it's not hard to, do exercise in Vietnam đúng không? Paraphrase, các bạn thấy này, paraphrase nó hơi phèn đó đúng không mọi người? Nhưng mà nó cũng paraphrase đúng không? Yeah, so you can go to the park to go for a walk or stroll, go for a walk or do some or yeah. Nãy thì nói gì? And there is a lot of gym equipment in public spaces in every neighborhood for you to use for free. Đó, sử dụng miễn phí đúng không? If you don't fancy that, if you don't fancy, you can, sign up for a gym membership. Yeah, in gym or sport center as well. Đó, ok các bạn, được chưa? Của bạn Quỳnh Như nào? Yeah, so của bạn Quỳnh Như nào? Yes, definitely. Nowadays, most people in my country have a positive view of exercising publicly. Nghĩa là như nào nhỉ em? Quỳnh Như ok, thầy rất là appreciate cái nỗ lực của Quỳnh Như, bạn hãy cố viết ra cho các bạn xem đúng không mọi người. Tuy nhiên cái này thầy rất là nói thật nhé, thầy thì rất là flat luôn mọi người, thầy rất là kiểu direct and flat, nhưng nhiều khi học sinh có thể sẽ hơi bị gọi là
get gọi là emotional damage đúng không mọi người? Nhưng mà câu trả lời của em thì nó chưa đi vào trọng tâm cho lắm em ạ. Người ta hỏi là có dễ để tập thể dục hay không, thì em trả lời thẳng là thầy, dễ hay không thôi. Và người ta làm gì để tập thể dục? Thế thôi, thấy chưa? Thẳng vào vấn đề, đừng có máy móc, đừng có phải nói nó hoa văn quá đúng không? Câu trả lời đấy của bạn, nói chung là kiểu về cơ bản là nó rất là formal, nó rất là nghe rất là lịch sự luôn. Tuy nhiên là kiểu người ta không cần kiểu that degree of formality in the speaking test, you know. So you don't have to try to be formal in the speaking test, yeah. Try to give your try to give direct answers and yeah, try to be flat, right? Honest as well, yeah. Nào thầy sẽ thử trả lời lại, thầy đọc lại câu này nhé các bạn, xem lại nhé các bạn. So is it easy for people to exercise in your country? I think it's not hard to do exercise in Vietnam, right? You can go to the park to go for a walk, and there's a lot of gym equipment in public spaces in every neighborhood for you to use for free. Yeah? Hoặc là to use for free cũng được cho nó ngắn gọn. Ở đây nhá, thầy sẽ bảo là có rất là nhiều những cái gọi là gym equipment đúng không? Những cái là kiểu gì nhỉ? Các bạn có biết là kiểu ở quê các bạn hay là thậm chí thành phố các bạn ở những cái khu đô thị ấy mọi người, thì sẽ có những cái máy tập kiểu đầy các bạn. Xong rồi kiểu hay là các bạn ở Hà Nội chúng ta lên Eco Park các bạn, chúng ta có những cái máy tập ấy, thì thầy gọi nó là kiểu gym equipment đúng không? In the public spaces, những cái gym equipment ở những cái nơi công cộng đúng không? So you can use for free, right? You can use for free đúng không? To use for free. If you don't fancy it, you can always sign up for a gym membership in a gym or sports center as well. Yeah, for a membership. Sign up for a membership có nghĩa là đăng ký vé tập ấy mọi người, đăng ký vé tập, đăng ký thẻ thành viên ấy. Đó. So nếu mà bạn không thích nữa, if you don't fancy it, you can always sign up for a membership in a gym or a sports center as well. If you want, yeah, if you want to pay money, yeah, if you are like well off, right, you can always pay money. Nếu mà chúng ta giàu đó, chúng ta khá giả đúng không? Yeah. Ví dụ thầy thì thầy nói chung là thầy cũng không phải quá khá giả các bạn, nhưng mà kiểu I try to, because I don't like the feeling of going to the gym, yeah, I don't like that, yeah, don't get me wrong here. Thầy thì kiểu thầy cũng rất là ngại đến phòng tập gym các bạn. Hồi xưa thì thầy có đi tập ở Elite các thứ ấy, nhưng mà kiểu I don't feel comfortable, yeah, it's not me anymore, right? Thầy không cảm thấy phù hợp với thầy nữa, yeah. So các bạn sẽ thấy mọi người câu trả lời gọi là thầy không gọi câu trả lời này là quá có thể là đưa giúp các bạn được 8.5 speaking đó. Sometimes it depends on luck as well. Nhưng mà thầy nghĩ là nếu mà các bạn có cái right pronunciation, yeah, correct pronunciation, các bạn tập chúng ta trả lời nó rất là fluently, nó rất là coherently nữa các bạn, thì cái câu trả lời mẫu này của thầy mọi người có thể thừa sức giúp mọi người đạt 7.5 cộng hoặc là 8 cộng trở lên trong kỹ năng speaking. Như thầy nói rồi, as long as you have your pronunciation in place, you speak fluently, you don't have to speak like spotlessly, không cần phải nói quá là flawlessly, spotlessly, đúng không? Kiểu gọi là sạch banh, gọi là không có một cái lỗi sai gì cả, không cần phải perfectly như vậy. But you just need to, you know, produce a natural answer, then you should be fine. Sẽ có câu trả lời, sẽ có điểm rất là cao luôn. Đó. Cố gắng nha mọi người nhá. Phải tập nói, phát âm nó phải chuẩn, đúng không? Trọng âm chuẩn, nói trôi chảy, đúng không mọi người? Đó. Thì tự khắc điểm nó sẽ cao. Bởi vì người ta nghe, chúng ta nói, người ta nghe thì tự nhiên đấy mọi người. Giống như người bản địa hay giống như những người mà đã sử dụng tiếng Anh nhiều nói chuyện với nhau ấy, là người ta sẽ cho điểm cao thôi mọi người. Đó. Đừng bị quá concerned with all the other things like vocabulary, advanced vocabulary, or you know, different and difficult structure, complex grammar structures. Yeah, don't be concerned with that, you know. Alright, so that's it for today, guys. Chắc là hôm nay thế thôi nhỉ mọi người nhỉ. Rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe theo dõi cái livestream của thầy, bola bolo của thầy đúng không? Thầy biết là thầy nói cũng khá là nhiều đúng không mọi người. Bạn nào như thầy nói rồi cho thầy quảng cáo một xíu đúng không các bạn? Nếu mà chúng ta yêu quý thầy Alex đúng không? Chúng ta muốn học với thầy đúng không mọi người? So, sign up, yeah, đăng ký nha các bạn nhé. Đăng ký vào đâu? Ấn vào đường link trong bio đúng không các bạn ha. Và nhớ lịch livestream của thầy đó là thứ 2, thứ 4 và thứ 6 lúc 11 giờ sáng cả nhà nhé. Okay, okay. Thank you very much everyone. So, I'll see you guys on Wednesday. Chào các bạn nha. Bye guys, take care. See you guys later. Bye.